Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 70 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, thiên địa phảng phất đột nhiên bị xé rách, một vết rách kéo dài mấy trăm trượng xuất hiện trong không trung, mà Huống Thiên Minh đột nhiên phân ra, phân thành hai người có bộ dáng Huống Thiên Minh. Một người Huống Thiên Minh mang theo nụ cười, còn người kia nét mặt lại trợn mắt, bộ dạng như kim cương. Kiếp vân trên bầu trời cũng biến mất vô ảnh vô tung, vết rách màu đen dài mấy trăm trượng kéo dài đến tận chân trời, cứ như là từ trước tới nay chưa từng tồn tại vết rách này, khiến cho người ta không dám sinh ra ham muốn tìm tòi trong đầu. Trên mặt đất, hai người Huống Thiên Minh vẻ mặt không giống nhau kia lại phân tách ra, bốn đạo kim sắc thân ảnh lại phiêu phủ giữa không trung. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 8 đạo, 16 đạo, 32 đạo khắp nơi trên mặt đất cũng như bầu trời đều là thực thể của Huống Thiên Minh, một tình huống cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Tần Vũ lặng lặng đứng một bên, thần thức không ngừng quan sát trên bầu trời phảng phất vô cùng vô tận thân ảnh Huống Thiên Minh. Rõ ràng những thân ảnh này so với Huống Thiên Minh thường ngày rất giống nhau, đều là thực thể. Hơn nữa, tất cả cơ thể cùng từng thân ảnh hàm chứa sự dư thừa lực lượng. Nếu nói những thân ảnh này có thể chiến đấu thì cho dù là Đế Thích Thiên cũng sẽ hiểu được khó có thể đánh bại. Khóe miệng Tần Vũ nở ra nụ cười tán thưởng, đối với thiên mông kia cảm thấy rất có hứng thú. Đây là trưởng khống giả loại gì chứ lại có thể sáng tạo ra cương thi nhất tộc quỷ dị, lại bày ra kế sách cao thâm như vậy. Xem ra ngay cả Sương Nhi cũng nằm trong kế hoạch đó. Chẳng lẽ đặc tính chủ yếu của thiên đạo của hắn chính là đoán trước tương lai hay sao? Trong lúc Tần Vũ trầm tư, Huống Thiên Minh trên bầu trời lại có biến hóa. Hoa văn cổ quái quanh thân đột nhiên biến mất, phảng phất trước giờ chưa từng xuất hiện, mà vô số thân ảnh rất nhanh hợp lại, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh như thiên địa sinh ra, có uy thế như thần thánh. Loại thần này cũng không phải là thần mà người nhân gian giới hay gọi là thần giới, mà là chí cao vô thượng, có thể tùy ý sát phạt, không có giới hạn gì, càng thêm không có vật gì có thể ngăn cản. Nếu hình dung lại thì phải gọi là thiên. Huống Thiên Minh lạnh lùng ngước lên đầu nhìn vết rách trên bầu trời, bị 811 đạo lôi kiếp tẩy rửa toàn thân, hắn tản ra vô cùng mị lực, giống như khi Tần Vũ vừa hình thành tần bông không gian vậy, khiến cho người ta có cảm giác không tự kiềm chế được muốn quỳ lạy cúng bái. Thiên như trước vẫn là trời xanh kia, mà thiên giới và tu la giới cũng nên thay đổi. Huống Thiên Minh hét lớn một tiếng, hai tay hướng đỉnh đầu, lòng bàn tay ngửa lên trên, trông giống như đang hết sức trân trọng nâng vật nặng gì đó chậm rãi giơ lên. Chỉ thấy vết rách lớn trên bầu trời dài mấy trăm trượng chậm rãi liền lại, đám mây màu đen từ trong vết rách lóe lên từng điểm sáng, sau đó nhạt dần. Mồ hôi trên trán Huống Thiên Minh túa ra chảy xuống, nhưng trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho bốc hơi. Để ta tới trợ ngươi một tí lực, thanh âm Tần Vũ đột nhiên chuyển tới. Một cỗ khí tức tràn ngập thanh tân tự nhiên, tràn ngập sinh cơ đột nhiên từ trên mặt đất tràn lên, cách Huống Thiên Minh không xa, biến thành một bàn tay thật lớn. Chỉ thấy Tần Vũ quát một tiếng, hai người đồng thời dùng sức, chính là làm liền lại vết rách hoàn toàn. Đảo mắt, bầu trời màu lam lại bừng sáng, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp mặt đất. Dân bên trong Tu La Thành trong lòng kinh hãi. Trong khi đó, Lãnh Diễm Phỉ từ trong lòng ngực Tình Nhi đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhận ra dáng vẻ anh tuấn quen thuộc xuất hiện trước mắt nàng, cùng nụ cười tuấn lãng khiến trong lòng nàng cũng thấy ấm áp. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, lại vừa kinh ngạc chảy nước mắt, đột nhiên nhảy dựng lên, nắm tay lại không ngừng đánh vào trong lồng ngực Huống Thiên Minh, bây giờ đã vô cùng rắn chắc sau khi đã trải qua lôi kiếp cải tạo. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không, trước khi kiếp lôi đánh xuống, ta hận không được cùng ngươi đi, sau này bất kể là lúc nào ta cũng vĩnh viễn theo ngươi, theo phía sau ngươi, cho dù là chết ta cũng muốn mãi mãi đi theo ngươi. Huống Thiên Minh nhẹ nhàng cười, phảng phất như tràn ngập hương vị của gió, khiến cho trong lòng người ta cảm thấy thư thái. Một tay hắn ôm lấy Lãnh Diễm Phỉ áp vào lòng ngực, phảng phất như thanh âm từ phía xa truyền đến, cực kỳ nhẹ nhàng, thanh âm như thấm đẫm tình cảm. Tốt, chúng ta sau này không rời. Chúng ta sau này không xa rời, lời nói vừa đơn giản lại quá kiên định. Tình Nhi một bên nhất thời lệ rơi đầy má, nàng vẫn hy vọng Vũ ca ca sẽ đối với mình như vậy, thế nhưng bên cạnh hắn đã có một nhi tử, không đành lòng cứ để như vậy sẽ là hành hạ chính mình. Tình Nhi phiến động đôi cánh,
hướng về phương xa bay đi. Trên bầu trời tự hồ như có một đạo chân châu sáng ngời lướt qua, rơi trên mặt đất từng giọt nước mắt. Nhìn bóng lưng Tình Nhi đi xa, Tần Vũ không khỏi buồn bực. Hồng Quân bên cạnh cũng xem ra hiểu được chút gì đó, cười khổ nhẹ giọng hướng Mục Thiên tu vi cao nhất phân phó: "Xin ngươi đi theo chiếu cố nàng." Mục Thiên mặc dù không cùng với Hồng Quân nói chuyện nhiều, nhưng dù sao từ miệng Tần Vũ đã nói hắn là nhi tử, suy nghĩ rồi đưa ánh mắt hướng đến Tần Vũ, chỉ thấy hắn có chút như gật đầu, mới cười khổ lắc đầu nói: "Ta sẽ đưa nàng trở về, bất quá đại nhân, ngài chính là lên thừa dịp này sớm quyết định mới phải." Thở dài một hơi, thân ảnh Mục Thiên chớp lên trong nháy mắt, xuất hiện tại phía xa hơn 10 trượng, nhanh chóng đuổi theo hướng Tình Nhi rời đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Xem đến đó thì Hồng Quân lại còn không rõ nữ tử tên Tình Nhi kia đã yêu thương cha, không nhịn được trong lòng rất bồn chồn, cũng cảm thấy tức hận nữ tử si tình kia. Bất luận là thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép trong lòng cha có thêm bất kỳ người đàn bà nào khác. Huống chi cha là người chí tình chí lý, đối với mẫu thân có thể nhật nguyệt chứng giám, lại như thế nào có thể dễ dàng tiếp nhận nữ tử kia nữa. Thở dài, Hồng Quân kéo Tần Vũ một chút, trực tiếp truyền âm vào trong đầu: "Tôn Thiên cũng chính là Tôn Ngộ Không, cả đời này hắn không muốn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tần Vũ từ khi Tình Nhi rời đi vẫn còn buồn bã, chưa khôi phục lại, vẫn run rẩy sau hồi lâu mới buồn bực hỏi: "Hắn vì sao lại không muốn khôi phục lại trí nhớ kiếp trước đây? Chẳng nhẽ hắn không biết tại nhân giới có hậu phí như hắn cỡ nào sao?" Hồng Quân cười khổ, hắn còn chưa có khôi phục trí nhớ thì làm sao có thể biết vị sư phó ngày thường tuy thô bạo nhưng thật tâm lại rất yêu quý hắn. Trầm ngâm, Hồng Quân cắn răng nói: "Chúng ta lúc nào khôi phục lại trí nhớ của hắn đây?" Tần Vũ nghiêng đầu thấy Huống Thiên Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ đang huynh huynh muội muội, liền cười cười truyền âm nói: "Nếu khôi phục trí nhớ tất nhiên là lên sớm một chút, nếu không một khi xuất hiện biến cố e rằng ứng phó không kịp." Vừa nói, quang mang dưới chân Tần Vũ chợt lóe, mấy trăm đạo tự nhiên lực thuần tịnh từ mặt đất tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy mặt đất vốn đã cằn cỗi, sau khi tự nhiên lực của Tần Vũ lướt qua thì cỏ mọc xanh um, đều khiến cho người khác khó có thể tin. Đó là sau khi tự nhiên lực biến mất thì những đoàn cỏ đó lại cũng chính là một cái trận pháp. "Kiền Khôn!" Hồng Quân hoảng sợ thất thanh, đôi mắt cũng ánh lên thần sắc sợ hãi, khó có thể tin hỏi: "Dùng cỏ sinh ra trận pháp ư? Trời ạ, cũng chỉ dùng tự nhiên lực làm trận nguyên, trong thiên địa liệu có ai có thể phá trận này đây?" Tần Vũ mỉm cười không nói gì thêm, dùng tự nhiên lực kích thích thực vật, lại thông qua thực vật ngưng tụ tự nhiên lực hình thành Kiền Khôn đại trận. Đó chính là khi hắn lĩnh ngộ tự nhiên lực sinh ra ý nghĩ này. Hôm nay xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Từng đạo sinh cơ bừng bừng, lực lượng từ dưới đất bốn phương tám hướng tập hợp lại một chỗ. Bốn bụi cỏ quang mang chợt lóe lên, lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Như mọi người đứng trong Kiền Khôn đại trận cũng cảm giác ra điều dị thường. Mỗi người đều nhận thấy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể một trận tư thái, nguyên hạch càng thêm ổn định. Nhìn Tôn Thiên nét mặt kinh nghi, Tần Vũ hờ hững không nói gì, nhưng lại xuất hiện một đạo lực lượng trong nháy mắt bao lấy Tôn Thiên, khiến cho hắn ngay cả nói cũng không làm được. "Sương Nhi, ta đưa trí nhớ cho con nắm giữ, nhớ lấy, trí nhớ từ chân linh này so với linh hồn trí nhớ không giống nhau, một khi hai loại quán nhập, nhất định người đó sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa, mà chúng ta cũng sẽ không có cách để hồi phục lại trí nhớ cho họ." Theo như lời Tần Vũ nói, đúng là ngày đó sau khi Hồng Quân kế thừa vô danh không gian do Thiên Mông truyền lại. Có thể thấy, mặc dù Tần Vũ không biết tất cả về vô danh không gian, nhưng là đối với những điều trọng yếu đã khám phá ra phần lớn. Hôm nay chính là hắn đã bước vào cánh cửa thiên đạo, lục đạo luân hồi sau khi đại thành liền có thể chính thức nắm trong tay luân hồi. Chân linh không giống với linh hồn và nguyên thần. Linh hồn là cố hữu trong mỗi người, nguyên thần là thông qua tu luyện không ngừng ổn định linh hồn. Tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ tự nhiên hình thành, còn chắc chắn hơn linh hồn rất nhiều. Mà chân linh thì không giống như vậy. Những người này mặc dù tại vô danh không gian thuộc loại mạnh, nhưng chân linh tại vô danh không gian này đã từng chết qua một lần. Ở nơi này, chân linh so với nguyên thần của Hồng Mông không gian không khác biệt là mấy. Nhưng một khi đã ra ngoài vô danh không gian, chân linh của bọn họ sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, còn yếu hơn linh hồn loài người rất nhiều. Mà một khi rút ra trí nhớ của chân linh, bởi vì chân linh quá mức suy yếu, trí nhớ này cũng mang một số tính chất của chân linh, cho nên cũng giống như sử dụng một lần sẽ lấy đi một chút, lần thứ hai nhất định trí nhớ sẽ đứt đoạn hoặc là không rõ ràng.
Đây là lý do vì sao lúc trước Khổng Quân không đưa trí nhớ cho Tả Thu Mi hoặc mẫu tân Khương Lập phục chế. Nghe được Tần Vũ phân phó, Hồng Quân giờ phút này cũng không thắc mắc, bởi vì bản thân là người kế thừa vô danh không gian, cũng chỉ có hắn mới có thể biết tính chất của trí nhớ này. Nếu không phải lúc trước Tần Vũ tiến vào luân hồi, nếu không phải là dùng Tu La Kim Nguyên Bảng giữ được trí nhớ, sợ rằng giờ phút này cũng đã sớm tiêu tán. Cho dù là Tần Vũ chuyển thế, trí nhớ này cũng vẫn ở trong Kim Nguyên Bảng, không có lấy ra. Chỉ thấy Tần Vũ hô lên một tiếng, tại chính giữa đan điền đột nhiên phát ra một trận quang mang đẹp mắt. Từ chính giữa, quang mang tách làm bốn đoạn, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Quang mang kỳ dị từ trong quang đoàn không ngừng phóng ra, vây lấy Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân tại mắt trận. Đồng thời quang mang không ngừng lóe lên, mà Hồng Quân lúc này đã xuất ra Hồng Quân giới, phóng lên trên cách đỉnh đầu ba thước. Tần Vũ nhìn kỹ quang đoàn, chỉ thấy trong đó bao gồm 10 đạo quang mang nhỏ không ngừng chuyển động. Hắn khẽ thở dài, đây là bảo bối sau khi đưa tinh thần công pháp kết hợp với lục đạo luân hồi từ trong tiên thiên hỗn độn nguyên thần phân liệt. Tiền thế tất cả lực lượng trường cứng giả ngưng tụ lại mà thành Tu La Kim Nguyên Bảng. Quang mang ôn nhu khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Tinh quang trong mắt Hướng Thiên Minh đại phóng, nhìn kỹ Hồng Quân giới trên tay Hồng Quân. Hồng Quân giới cũng tản ra nhu cùng quang mang chiếu trên mặt hắn, phảng phất như ánh mắt ấm áp của cha Thiên Mông đang nhìn. Tu La Kim Nguyên Bảng của Tần Vũ và Hồng Quân giới của Hồng Quân cùng phóng ra quang mang tại giữa không trung, dần dần giao hợp. Chẳng biết Hồng Quân thấp giọng niệm một câu gì đó, chỉ thấy Tu La Kim Nguyên Bảng của Tần Vũ trong 10 đạo quang mang có một đạo màu lam nhạt chậm rãi tách ra khỏi Tu La Kim Nguyên Bảng, hướng tới Hồng Quân giới. Tần Vũ thở dài một hơi, mới từ trong Tu La Kim Nguyên Bảng bay ra chính là trí nhớ của Tôn Ngộ Không, khiến hắn trong lòng cực kỳ khẩn trương. Chỉ cần một chút không cẩn thận sẽ bị tiêu tán vĩnh viễn. Nếu thực sự là biến mất rồi, sợ rằng phải hao tốn rất nhiều công sức mới có thể mang Tôn Thiên về lại Tần Mông không gian. Lúc này quanh thân Hồng Mông quang mang vờn xung quanh, hai tay hắn không ngừng trong hư không đánh ra một ấn quyết huyền ảo chí cực. Một âm thanh không ai có thể hiểu được từ trong miệng hắn vang lên, mà sắc mặt cũng là tái nhợt hẳn. Trong khi bọn người Tần Vũ đang ở trong Kiền Khôn trận pháp khôi phục lại trí nhớ cho Tôn Thiên, thì Tu La tộc nữ vương Trạc Nghiên đã rời xa lực lượng cường hãn hủy diệt của Tần Vũ và Đế Thích Thiên, hủy diệt gần một nửa Tu La thành. Sau khi rời khỏi tổ địa, Trạc Nghiên lập tức trở lại Tu La thành, thông báo sự tình cho kẻ dưới, liền rời khỏi nơi này, dọc theo hướng Đông Thảo Nguyên mà đi. Dường như quãng đường cực kỳ xa, trong khi Tần Vũ và Hồng Quân đang khôi phục lại trí nhớ cho Tôn Ngộ Không, nàng mới từ giữa không trung rơi xuống một hạp cốc. Phía trước chính là Mộc Thành, cũng chính là tòa thành của hướng Đông. Chỉ là Trạc Nghiên tự hồ không có nghĩ đến sẽ tới Mộc Thành. Dọc theo một con đường hẹp trong cốc chậm rãi đi đến, trên mặt nàng giờ phút này mang theo một nụ cười ngọt ngào chí cực. Nếu không phải là người hiểu rõ nàng, sợ rằng rất dễ bị nụ cười thanh thuần vô cùng này làm cho mê hoặc, lại cho rằng nàng chỉ là một nữ tử Tu La tộc thanh thuần cực kỳ xinh đẹp. Vô luận là thế nào đều không nghĩ đến người trước mắt này chính là vương giả chí cao vô thượng của Tu La tộc. Hai bên là nước sông trong suốt từ sâu bên trong hạp cốc tràn ra, gặp ánh mặt trời chiếu xuống long lanh rất đẹp. Nơi này phảng phất như là bên ngoài đảo nguyên, không khí vô cùng trong lành, ngay cả linh khí cũng tự hồ sung mãn chí cực. Cứ như vậy chậm rãi nàng bước đi, khi mặt trời sắp lặn, nàng rốt cục cũng đã đến được nơi sâu nhất trong cốc. Nơi này trông giống như một hồ lô, sông nhỏ hai bên quanh co khúc khỉu, nhưng mà sâu bên trong cốc lại thâm u rộng lớn, ba mặt đều là vách núi đen bao quanh. Trong cốc một loại cây cối cao lớn sinh trưởng, nhìn lá cây có thể thấy được đều là Tu La thụ. Tới nơi này Trạc Nghiên liền dừng lại, có chút trầm mặc, đột nhiên lớn tiếng hô: "Lão quỷ, ngươi mau ra đi, ta đồng ý giao thiên đạo chi nhận cho ngươi giữ." Thanh âm nàng rất nhẹ nhàng, phảng phất như là nói nhỏ bên tai, nhưng lại có thể xuyên qua cửa cốc trực tiếp tiến vào bên trong sân cốc. Sau hồi lâu, một tiếng cười dài từ trong sân cốc truyền đến, thanh âm hùng hậu làm cho tai đau nhức: "Tiểu nha đầu, ngươi rốt cục đã muốn đưa vật của Thiên Mông tiểu tử giao cho ta sao? Ha 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 ha. Thế nhưng ta đã đợi ngàn năm rồi." Đột nhiên một thân ảnh cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Trạc Nghiên. Chỉ thấy người đến râu tóc rất dài, hai mái tóc màu trắng cùng với mái tóc dài màu đen khiến cho người ta rất ấn tượng. Hắn mặc trên người một trường bào cổ quái lòe lòe tỏa sáng, ẩn ẩn trong đó có dấu vết của thiên địa nguyên khí lưu động,
Hiển nhiên trường bào của người này nhất định là một chiến bào thượng phẩm. Sau khi thân ảnh Trạc Nghiên xuất hiện, đã thấy phía sau lưng tám đôi cánh phiến động, nụ cười điềm mỹ phát lên. Hàn Sanh tiền bối, vãn bối Trạc Nghiên thỉnh an tiền bối. Vừa nói vừa hành lễ, nam tử cao lớn tên Hàn Sanh kia thấy Trạc Nghiên như vậy, trong lòng nao nao, chém ra một đạo lực lượng ngăn cản nàng hành lễ, trong mắt hiện lên thần sắc suy tư. Sao? Không đúng, không đúng, nhà đầu ngươi không phải vẫn gọi ta là lão quỷ sao? Đột nhiên lúc này lại thay đổi vậy. Ta chính là gọi ta là lão quỷ, thoải mái một chút đi, như vậy ít nhất sẽ làm ta cảm thấy ngươi vẫn còn có một chút bản tính chân thành. Sắc mặt Trạc Nghiên không thay đổi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, ôn nhu nói. Hàn Sanh, này, lão quỷ tiền bối, sau đó chuyện xưng hô này có tác dụng gì đây? Ngàn ngàn năm trước, ngài không phải là đã từng nói với Trạc Nghiên một khi đưa thiên đạo chi nhận cho ngài, ngài nhất định sẽ đáp ứng cho ta ba điều kiện sao? Hàn Sanh gật đầu cười nói. Nhà đầu, ngươi không cần vòng vo với gia gia ngươi. Nếu ngày đó ngươi đồng ý tặng cho ta thiên đạo chi nhận, ngày đó được thiên mông lưu lại, ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nói đi, gặp chuyện gì khó giải quyết sao? Có phải đấy Thích Thiên lại tới khi dễ tu la giới các ngươi? Hàn Sanh tự hồ có chút bất mãn, lướt lướt mắt nhìn Trạc Nghiên nói. Tu vi của ngươi tiến triển thật là chậm. Tuy nói là đã che giấu tu vi, nhưng cũng bất quá chỉ có thực lực của tám cánh thượng giai, còn kém hơn tên đế Thích Thiên kia quá xa. Người tu la giới chúng ta như thế nào càng ngày càng yếu đi rồi. Thật sự là ngươi, người không bằng người. Trạc Nghiên không nói lời nào, cái miệng nhỏ nhắn có chút chúm chím, lại chỉ nghe Hàn Sinh tiếp tục nói. Quá tốt, nhiều năm như vậy không có rời núi rồi, để ta cho tên đế Thích Thiên chạy về thiên giới một mẹ. Tiểu tử này không muốn hưởng cuộc sống vương giả tại thiên giới, lại an nhàn nhàn rỗi chạy tới tu la giới này nhiễu sự sao? Đột nhiên một đạo quang mang từ lòng bàn tay Trạc Nghiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hàn Sanh. Hàn Sanh đang muốn tiếp tục la lối, lại đột nhiên nhìn thấy quang mang kia, không nhịn được toàn thân chấn động. Một tay nắm lấy quang mang, cũng chính là Nguyệt Nha, cầm được vào trong tay, đôi mắt Hàn Sanh lộ ra ánh mắt nóng cháy. Ba yêu cầu, yêu cầu thứ nhất là đuổi đế Thích Thiên chạy về thiên giới. Trạc Nghiên thì hắn tiếp nhận được Nguyệt Nha, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo, chậm rãi nói. Không chỉ là đế Thích Thiên, tất cả thiên nhân thiên giới hôm nay đang ở tu la giới, ngươi đều phải đưa bọn họ quay về, còn việc đuổi thế nào không cần tiểu nữ phải nói chứ. Hàn Sanh quan sát thần sắc của Trạc Nghiên, sau khi đã tiến vào cảnh giới chín cánh theo lý thuyết đã sớm thành nhân vật ngoại lệ rồi, nhưng không biết tại sao hắn hết lần này tới lần khác si mê Nguyệt Nha trong tay. Nghe được Trạc Nghiên nói, hắn vội vàng gật đầu vỗ ngực cam đoan nói. Ngươi yên tâm, gia gia ngươi đã ra tay, cho tới bây giờ còn chưa có thất thủ. Nếu năm đó không phải thiên mông dùng thiên đạo chi nhận, chỉ bằng tu vi tám cánh của hắn sao có thể so sánh cùng ta. Hôm nay thiên đạo chi nhận đã nằm trong tay ta, ta còn muốn xem ai có thể ngăn cản ta đây. Còn việc thứ hai và việc thứ ba, ngươi yêu cầu cái gì? Tốt nhất nên nói một lần cho rõ ràng, tránh ngươi luôn làm phiền ta. Trạc Nghiên trầm tư một chút, cười nói. Yêu cầu sau ta còn chưa có nghĩ đến, trước hết đưa đế Thích Thiên cùng chúng nhân thiên nhân đuổi khỏi tu la giới đi. Nói như thế nào, ngài cũng là tu la tộc trưởng bối, là có thể để mặc cho bọn chúng đến nơi này dương oai sao? Hàn Sanh gật đầu, nét mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau hồi lâu mới nói nên lời. Yên tâm, mặc dù chính ta cũng không đánh lại đế Thích Thiên, nhưng ta và một số lão quỷ vẫn còn sống. Tuy ngày thường không xuất hiện, ta sẽ trước tiên tìm ra bọn họ, sau đó sẽ tìm đế Thích Thiên tính toán một phen. Đến lúc đó, sợ rằng tên đế Thích Thiên kia nhìn thấy chúng ta, ngay cả tiếp đón cũng không dám, nhất định sẽ chạy trốn thôi. Nụ cười trên mặt hắn chỉ có lão hồ ly mới có thể lộ ra, không ngừng đánh giá Trạc Nghiên, tiện tay đưa một đạo nguyên khí trực tiếp nhét vào trong thân thể nàng. Người cũng đã bị thương, thật sự là vô dụng mà, để ra ra giúp người chữa trị. Vừa nói, hai tay không ngừng quấy động trong hư không, mà trên người Trạc Nghiên cũng không ngừng lóe xuất ra từng đạo quang mang, cũng chính là thiên đạo nguyên khí bị Hàn Sanh dùng tu vi chín cánh tụ lại chuyển vào cơ thể nàng. Sau nửa ngày, nét mặt Hàn Sanh đã có chút trắng bệch, mới dừng tay và ho vài cái nói. Sau này rốt cục là xảy ra việc ngu xuẩn gì đây, có khả năng đả thương cao thủ tám cánh, chính ta cũng không tưởng tượng ra người nào có thể có khả năng này. Lắc lắc đầu nhìn Trạc Nghiên đã khoanh chân tiến vào trạng thái tịnh tu, quang mang trong tay hắn chợt lóe lên, chỉ thấy
Bốn phía thân thể Trạc Nghiên xuất hiện bốn đạo quang bích bảo vệ tất cả cơ thể nàng. Xem ra có thể tiến vào cảnh giới chín cánh đều có thủ đoạn đặc biệt. Đứng tại chỗ sau hồi lâu, Hàm Xanh tự nhủ: nếu ta đồng ý giúp tiểu nha đầu kia đuổi Đế Thích Thiên cũng nên sớm ra tay rồi. Sớm ngày đuổi hắn đi, ta cũng sẽ sớm ngày bế quan. Đúng vậy, trước tiên đi gặp mấy lão quái vật đã. Lão tử không có thời gian bế quan, các ngươi cũng đừng nghĩ có thể an ổn. Hắc hắc cười gian vài tiếng, thân ảnh hắn nhất thời biến mất. Mà giờ phút này tại chân núi Thiên Sơn, Tôn Thiên đã khóc không ra nước mắt, nhìn quang đoàn Hồng Quân đang thao túng chậm rãi hướng về phía mình bay tới, mà nguyên thần của chính mình cũng bị tự hồ bị Tần Vũ mạnh mẽ thao túng. Trong lòng hắn lúc này đã đặc biệt chú ý tới Tần Vũ và Hồng Quân, nhưng vẫn như trước không cách nào ngăn cản bọn họ khôi phục trí nhớ cho bản thân. Từng đạo quang mang dần dần dung hợp vào trong nguyên thần, thần trí của Tôn Thiên cũng chậm chậm mơ hồ. Từng đạo trí nhớ giống như một mặt bức họa từ trong đầu chậm rãi chảy xuôi. Từng hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh thì bất đắc dĩ, từng bị Tần Vũ dùng một ngón tay chế trụ, bị Hầu Phí bắt buộc bái sư thì buồn bực, từng cùng với Hồng Quân qua các vi diện lục địa du lịch thì vui sướng, cùng với kiếp này từng thích qua nữ tử lại bị nhi tử của Sa Thành thành chủ lăng nhục thì phẫn hận. Khi Hồng Quân không ngừng đánh ra dấu tay cổ quái mà vừa lại biến hóa thì nguyên thần của Tôn Ngộ Không dần dần phát sinh biến hóa thật lớn. Vốn nhoáng cái nguyên thần hồn trọc bị Hồng Quân mạnh mẽ từ trong thân thể lôi kéo đến để vào trong Hồng Quân giới, không ngừng dùng chân hỏa đoàn thiêu, giống như bản thu nhỏ của Tôn Ngộ Không thống khổ oa oa kêu to, cũng là không cách nào truyền vào trong tai mọi người, khiến cho hắn không nhịn được đối với Hồng Quân cực hận. Mà Hồng Quân hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng gì, trí nhớ Tôn Ngộ Không dần dần cùng với nguyên thần Tôn Thiên trọng điệp cùng một chỗ. Lúc này trên thân thể của Tôn Ngộ Không, hai mắt đã tuôn ra sóng sánh nước mắt, phong ba tiền thế làm cho hắn vô pháp bảo trì tâm tình bình tĩnh lại. Tần Vũ thấy màn này mỉm cười nhẹ giọng nói: đôi cánh chim thật sự khó coi, vừa mai hôm nay phương viên trăm dặm này tự nhiên lực toàn bộ bị ta dùng kiền khôn hấp thu, liền tiện nghi cho Ngộ Không rồi. Nói rồi hai tay Tần Vũ trong không trung hoa múa một nửa vòng tròn, tự nhiên lực trí cực lồng đậm ở bốn phía theo tay hắn đột nhiên điên cuồng hướng bên người Tần Vũ phóng mạnh tới. Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân chỉ cảm thấy quanh thân một trận ấm áp, một cỗ cảm giác hôn hôn buồn ngủ sinh ra. Hai người không nhịn được hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ: cơ duyên như thế, chẳng lẽ hai người các ngươi còn không hiểu để tu luyện sao? Mau mau khoanh chân tu luyện. Một tiếng quát nhẹ từ giữa trong đầu hai người trực tiếp vang lên. Hai người nhìn về phía Tần Vũ đã thấy trên mặt hắn phóng ra vẻ tươi cười, hiển nhiên tiếng quát nhẹ vừa rồi là từ trong miệng hắn truyền đến. Nghĩ vậy, tâm linh hai người trong lúc đó nhất thời mừng thầm, mạnh mẽ đả tọa xếp bằng trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra nụ cười cực kỳ an tường. Chỉ thấy quanh thân Tần Vũ tự nhiên lực thuần pháp nồng hậu, chung quanh đã không thấy được cái bóng nào, chỉ có vô cùng vô tận nồng đậm chí cực tràn ngập sinh cơ, lực lượng tràn ngập. Đến ngay cả Hồng Quân cũng thâm thụ kỳ phúc, vì sử xuất chân hỏa đoán tạo Tôn Ngộ Không có chút bác tạp linh hồn mà tiêu hao lực lượng, sau khi được tự nhiên lực bổ sung nhanh chóng khôi phục đến trạng thái bình thường. Thậm chí đến ngay cả thương tổn do thiên đạo chi nhận mạnh mẽ sở xuất mang đến cũng là khôi phục rất nhiều. Phía trước chính là thiên đạo chi nhận chia làm 3 khối, mà Thiên Mông chiếm một khối trong đó. Tại trước khi Thiên Mông chuyển thế, hắn từng dùng lực lượng thật lớn đem khối thiên đạo của hắn một lần nữa phân làm 3 khối. Nói cách khác, vốn chỉ có 1/3 thiên đạo chi nhận lực, khối này trong tay hắn vừa lại biến thành 3 khối khác, uy lực giảm đi. Bất quá, dù sao là thiên đạo chi nhận có thể nắm giữ thiên đạo cường đại lực lượng, Hồng Quân tiếp được truyền thừa của Thiên Mông, 3 tiểu khối trong đó một khối tự nhiên là cùng nguyên thần hắn hợp làm một, thành một bộ phận trong nguyên thần của hắn. Vì thành toàn cho huống Thiên Minh, Hồng Quân cắn răng đem chính tiểu khối thiên đạo chi nhận trong nguyên thần của mình mạnh mẽ phân đoàn đến, tuy nói không làm cho tu vi hắn đại giảm, nhưng cũng làm cho tâm thần hắn bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay đã được tự nhiên lực làm dịu, tâm thần hắn cũng chậm rãi chữa trị. Cảnh này khiến cho chính hắn giật mình, cố sức phát ra chân hỏa. Tần Vũ cũng không có nghĩ đến tự nhiên lực cũng có thể chữa trị tâm thần như vậy. Nếu là như thế, không phải ý nghĩa ngay cả nguyên thần đều có thể làm dịu, có được một bộ phận công hiệu như Lưu Tinh Lệ tại tiền thế hay sao? Mừng rỡ, quanh thân hắn tản mát ra từng đạo khí tức cường đại, hai tay tại hư không cuồng bão thành một nửa vòng tròn. Thứ này tới gần hắn, thân thể hắn đã hình thành trạng thái chất lỏng,
tự nhiên lực chậm rãi ngưng kết tại trung tâm hai tay hắn. Một giọt, hai giọt, dùng suốt 3 ngày thời gian, Tần Vũ mới đưa tự nhiên lực quanh thân để luyện xong. Trong bàn tay hắn, một viên cầu màu xanh biếc tích lưu lưu chuyển. Viên cầu bên ngoài tự hồ chỉ có một tầng vỏ bạc bao phủ, mà bên trong lại là một số tự nhiên lực gần như ngưng kết thành thực thể, tự hồ còn có chút bộ dáng yên ba miểu miểu thần bí. Quả thực là bích thúy ướt át, cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này trên người Cam Vân và Lãnh Diễm Phỉ cũng xảy ra chút biến hóa. Cam Vân ngược lại đã từng trải qua tình huống này, trong khi hắn ở Bích Thành, bởi vì Tần Vũ vừa mới ngộ thông tự nhiên lực thì từng phát sinh qua một lần tình huống như vậy, cho nên thân thể hắn đã trải qua tự nhiên lực cải tạo, hôm nay lại hấp thu, dĩ nhiên là tác dụng không lớn bằng lần đầu tiên. Bất quá cho dù là như thế nào, trong đan điền của hắn, nguyên hạch cũng nổi lên biến hóa cổ quái. Chỉ thấy giống như Mục Thiên lúc trước, bốn phía nguyên hạch, bốn khỏa nguyên đan cổ quái tản ra quang mang vòng quanh, nguyên hạch chậm rãi xoay tròn. Mỗi khi chuyển động một vòng đều xuyên thấu qua ra tay bên ngoài, thân từ ngoại giới hấp thu cực kỳ ít lượng tự nhiên lực, mà nguyên hạch cùng với nguyên đan đồng thời quang mang chợt lóe, trong nháy mắt đưa lực lượng trao đổi một chút, tốc độ chuyển động của nguyên hạch trở lên cao, đem tự nhiên lực nguyên đan hấp thu tới chuyển đổi. Chẳng qua không phải chuyển đổi thành thiên thần nhân lực, mà là một loại lực lượng cổ quái mang theo cuồng bạo cùng sinh cơ bừng bừng. Lãnh Diễm Phỉ còn lại là chiếm được tiện nghi thật lớn, không khoa trương chút nào khi nói rằng Tần Vũ đối với Huống Thiên Minh có hảo ý. Lần này Lãnh Diễm Phỉ cũng được triệt tiêu một bộ phận, làm cho nàng được chỗ tốt thật lớn. Nhìn khuôn mặt Lãnh Diễm Phỉ càng thêm hào quang dọa người, con mắt Huống Thiên Minh đều cười đắc mị thành một đoàn. Hôm nay cũng là hắn tiến vào cảnh giới chiến cánh sơ giai, hắn so với Trạch Nghiên cũng không kém. Điều này chính là bởi vì hắn chỉ là đưa thiên đạo chi nhận trong thân thể mình và thiên đạo chi nhận Hồng Quân tặng cho hắn dung hợp thành một, mà mặt khác một đạo thiên đạo chi nhận còn lại là bị Thiên Mông giấu ở trong tổ địa tổ mộc. Hôm nay Huống Thiên Minh cũng là được tổ mộc nhận chủ, muốn lấy được khối thiên đạo chi nhận cuối cùng, hình thành một cái chí bảo tu la giới đầy đủ. Đối với hắn mà nói đã không tính là cái gì rồi, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà một khi hắn đưa thiên đạo chi nhận Thiên Mông lúc trước mạnh mẽ tách ra đem hợp lại, tin tưởng rằng cho dù là ở trước mặt Đế Thích Thiên cũng sẽ có lực tự bảo vệ nhất định. Đương nhiên muốn siêu việt hơn Đế Thích Thiên, sợ rằng cũng còn phải có một đoạn đường dài phải đi. Dù sao thời gian Đế Thích Thiên tu luyện thật sự là quá dài. Rốt cục sau khi Tần Vũ đưa tự nhiên lực ngưng kết thành một cái viên cầu màu xanh biếc, Hồng Quân cũng hoàn toàn đối với nguyên thần của Tôn Ngộ Không đem tạp chất thiêu hủy. Chỉ thấy Hồng Quân giới quang mang chật lóe, một hình người nho nhỏ trong suốt bị nôn ói ra. Tiểu nhân hoàn lúc này hoàn toàn tất cả đều là bộ dáng giống hệt với Tôn Thiên, chỉ là so với lúc vừa mới đi vào Hồng Quân giới thì nhỏ đi ít nhất 3 tấc. Xem ra sau khi bị Hồng Quân dùng chân hỏa đoàn thiêu, nguyên thần lực lượng của hắn cũng là giảm xuống rất nhiều. Bất quá chỗ tốt lớn nhất là nguyên thần trong suốt, linh hồn lực lượng cũng cực kỳ tinh túy. Xem ra không cần bao lâu thì lực lượng bị Hồng Quân tiêu hủy có thể tu luyện trở lại. Tần Vũ cẩn thận lướt mắt đánh giá Tôn Ngộ Không, ánh mắt lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói: không cần lo lắng, để cho ta giúp ngươi đem thân thể cải tạo lại tốt hơn nữa. Trong ánh mắt Tôn Ngộ Không toát ra thần sắc nhu mộ cùng với tư niệm đằng phức tạp. Cứ như vậy dùng nguyên thần phiêu phù quay tại giữa không trung, hướng về phía Tần Vũ làm cái đại lễ. Tần Vũ cũng không ngăn trở, tay quyền tại giữa không trung nhẹ nhàng một hấp lực nhỏ, chỉ thấy bản thể Tôn Ngộ Không trong nháy mắt liền bị hắn hút tới trước mặt. Mà tay phải hắn cũng là tại sau khi đưa bản thể hút tới cũng không có đình chỉ chuyển động, chỉ thấy từng đạo tự nhiên lực giống như điện quang lưu lại tại phụ cận. Tại bốn phía bản thể Tôn Ngộ Không vần quanh, hai tay Tần Vũ cuống quýt đánh ra ấn quyết, dẫn dụng tự nhiên lực đem bản thể Tôn Thiên, bản thể không ngừng đoán tạo. Tần Vũ lĩnh ngộ tự nhiên lực, thế nhưng ngay cả linh hồn đều có thể cải tạo và chữa trị, lực lượng cường đại dùng để cải tạo bản thể cho Tôn Ngộ Không tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Không dùng đến thời gian nửa nén hương, thân thể Tôn Ngộ Không đã được làm mới, mà nguyên hạch trong cơ thể hắn cũng bị Tần Vũ mạnh mẽ đem bức ra. Sau khi nguyên hạch bức ra khỏi cơ thể, cánh chim phía sau lưng Tôn Ngộ Không dần dần thu nhỏ lại, đến khi Tần Vũ đưa quang cầu màu xanh biếc đè vào trong đan điền của bản thể mới, mới đình chỉ héo rút, chậm rãi sinh trưởng lại. Chỉ là hôm nay cánh chim thành màu xanh biếc, Tôn Ngộ Không sau khi trải qua Tần Vũ tinh tâm điêu khắc lại cũng biến thành bộ dáng của nhân giới. Cứ như vậy hé ra hầu kiểm, phía sau lưng cũng là cánh chim dài màu xanh biếc.
Đang lúc Tần Vũ làm xong tất cả, Tôn Ngộ Không khóc không ra nước mắt, ngay cả ý muốn chết đều cũng có. Đứng một bên, Hồng Quân thấy cha đưa bản thể Tôn Ngộ Không cải tạo tốt rồi, khẽ quát một tiếng, liền muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không tiến vào thân thể. Lại đột nhiên nghe được Huống Thiên Minh cười to nói: "Tiểu Quân, chậm một bước đã, Tần Bá Phụ và ngươi đều đã giúp cho tên hầu tử này giúp rất nhiều việc, ta như thế nào cũng muốn cho hắn chút gì đó, nếu không chẳng phải là quá mức hẹp hòi rồi sao?" Hồng Quân ngẩn người ra, lập tức nhìn Tôn Ngộ Không dưới trạng thái linh hồn với vẻ mặt buồn bực cười nói: "Hầu tử, ngươi chiếm đại tiện nghi rồi, không thể tưởng được chết một hồi như vậy, chẳng những được chúng ta cố sức tới cứu ngươi, nhưng còn tống cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, xem ra không cần bao lâu nữa ngươi có thể tiến giai tới cảnh giới thần vương rồi." Trạng thái nguyên thần của Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghe được người ta nói, nhưng hôm nay hắn cũng là không cách nào phát ra âm thanh. Bị Hồng Quân đốt 3 ngày 3 đêm, nguyên thần của Tôn Ngộ Không mặc dù đọng lại rất nhiều tinh túy, nhưng cũng sớm bị lụy tới chí cực, linh hồn lực lượng cũng tiêu hao không còn. Hôm nay phải chính là tiến vào bản thể tinh tu mới có thể sớm khôi phục lại. Mà mấy người Tần Vũ đã nhìn thấy bộ dáng tức cười này của Tôn Ngộ Không đều là không khỏi đắc ý, buồn cười tới cùng cực. Hồng Quân hờ hững, không có thiên đạo chi nhận, hắn đối với năng lực đoán trước tương lai tự hồ yếu đi rất nhiều. Trầm tư một chút mới cười cười hướng Huống Thiên Minh hỏi: "Thiên Minh, ngươi muốn đem cho Ngộ Không bảo bối gì vậy?" Huống Thiên Minh thần bí cười: "Ngươi đoán thử xem." Nếu không phải người hiểu rõ tình huống tu luyện của Huống Thiên Minh trước mắt, tự nhiên là không cách nào đoán được hắn đến tuyệt cùng muốn đem cho Tôn Ngộ Không loại lễ vật gì. Dù sao Huống Thiên Minh sau khi dung nhập bộ phận thiên đạo chi nhận của Hồng Quân, tu vi đã biến thành thâm cao khó lường, làm cho không người nào biết được cảnh giới. Mà Tần Vũ mặc dù cũng không thể hiểu rõ tu vi trước mắt của Thiên Minh, nhưng dù sao đã tự nhiên tiến đến một bước lớn, liền tiến vào đến thiên đạo chi cảnh cao thâm khó lường. Một khi có thể thuận lợi vượt qua một bước này, sợ rằng Tần Vũ sẽ trở thành người duy nhất bằng vào tự thân tu vi tiến vào thiên đạo thành đệ nhất nhân. Nếu mà đến ngày đó, hoặc là nói thiên đó là Tần Vũ đó là thiên, cũng không khác biệt gì, cho nên Tần Vũ cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, sợ rằng cho dù là trưởng khống giả, kể cả là đế thích thiên, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. Hồng Quân một bên không nhịn được mỉm cười nói: "Người hôm nay không chỉ là có 8-9 phần năng lực suy đoán của Thiên Mông sư phụ, nếu không muốn chết thì mau nói ra, ngươi đoán ra được cái gì đúng không?" Huống Thiên Minh cười hăng hắc, bộ dạng lạnh lùng ngày thường lúc này sớm đã biến mất vô tung, cũng không ngại Hồng Quân đoán trách, liền nói: "Ta thấy được một ít tình huống ngày sau của Ngộ Không, mặc dù sẽ có gian khó, nhưng chỉ là cơ hội để cho hắn trở thành thành tựu thiên tôn. Bất quá trước lúc này, ta muốn đem cho hắn một lễ vật đặc biệt. Lễ vật này có thể cho hắn không bị hầu phí thúc thúc hành hạ nữa." Trong quang quyển, nguyên thần Tôn Ngộ Không phiêu phủ, về mặt uể oải nhìn đôi cánh chim thật dài màu xanh biếc trên nhục thân, trong lòng đối với Tần Vũ tự nhiên có chút oán hận. Bởi vậy, đối với lễ vật thần bí của Huống Thiên Minh cũng giảm đi hứng chí. Nguyên thần Tôn Ngộ Không mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Huống Thiên Minh. Thấy vẻ mặt của Tôn Ngộ Không, trong mắt Huống Thiên Minh mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: "Nói ra, có lẽ ta sẽ thỏa mãn ngươi." Tần Vũ và Hồng Quân liếc nhau, đã đoán được Huống Thiên Minh đưa cho Tôn Ngộ Không lễ vật thần bí tới cùng là cái đồ vật gì. Hai người vì cái bộ dạng của Tôn Ngộ Không cảm thấy buồn cười. Tần Vũ trong quá trình cải tạo thân thể Tôn Ngộ Không cũng không có đem đôi cánh chim bỏ đi, chủ yếu là bởi vì thiên nhân và tu la nhân thân thể kết cấu cùng với người chính thức cũng không giống nhau lắm, nhất là đối với tu luyện công pháp thiên nhân hoặc là tu la nhân. Thiên nhân và tu la nhân tu luyện công pháp lánh tích khể kính, sau khi sinh ra là một đôi cánh chim, mà sau này thông qua công pháp tu luyện, trong đan điền và cánh chim phía sau lưng tính mạch bị dụ phát cường đại, tràn tới lực lượng càng ngày càng mở rộng và đoán tạo. Cho nên điều này vốn chỉ là bằng chi kinh mạch, so với bất cứ một đoạn kinh mạch gì ở toàn thân đều muốn rộng lớn hơn. Mặc dù hôm nay là tu vi đã không kém gì trưởng khống giả, nhưng Tần Vũ đã bất đồng với trưởng khống giả ở nhân gian giới. Hắn lúc này căn bản là không cách nào thay đổi thiên phú một người được. Không chỉ là hắn, sợ rằng chính là đế thích thiên cũng vô pháp làm thay đổi. Cho nên Tôn Ngộ Không nhất định muốn bỏ đi đôi cánh chim trên lưng đi, trừ phi là sau khi Tần Vũ chính thức lĩnh ngộ thiên đạo, có lẽ có thể vì hắn trọng tố thân thể. Mà Tần Vũ chính mình sinh ra đã không có cánh chim, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đã đem nguyên hạch trong đan điền hủy diệt, hình thành tinh vân, cho nên kinh mạch sau lưng thông với đan điền sớm đã bị héo rút.
Chính thức mà nói, hắn đã không thể gọi là một thiên nhân đúng nghĩa nữa rồi. Nghe Huống Thiên Minh nói thế, mắt Tôn Ngộ Không sáng ngời, cả nguyên thần đều lóe ra một trận quang mang rung động, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn cầu khổ sở nói: "Cưng thì ngươi, chỉ cần ngươi đem cánh cổ quái sau lưng lão Tôn bỏ đi, sau này bất luận ngươi đưa ra cái dạng yêu cầu gì, lão Tôn đều có thể thỏa mãn ngươi." Hắn tự hồ tức đến nỗi không muốn nhìn thấy đôi cánh chim màu xanh biếc trên thân thể, đúng là ngay cả liếc mắt đều không nhìn. Huống Thiên Minh cười hăng hắc, gật đặt đầu vỗ tay nói: "Tiểu Quân, tiểu hổ tử nó đến thành toàn cho hắn, tương lai cho dù ta để ra điều kiện gì, ngươi cần phải làm chứng cho ta, tương lai nếu hắn không nhận, ta tìm Tần Bá Phụ đòi công đạo." Không đợi Hồng Quân lên tiếng, nguyên thần của Tôn Ngộ Không đã tại giữa không trung té ngã mười mấy cái, sau một hồi lâu mới cực kỳ vui vẻ nói: "Ngươi là nói có thể đem cánh trên bản thể ta vứt bỏ đi sao?" Huống Thiên Minh cười cười cũng không trả lời, ngược lại quay đầu đối với Tần Vũ nói: "Tần Bá Phụ, tu vi thiên minh không đủ, không cách nào sử dụng tu la kim bảng, còn muốn phiền toái ngài một chút, dùng tu la kim bảng ở một bên cấp cho thiên minh hỗ trợ." Trong lòng Tần Vũ đang ở trong suy tư Huống Thiên Minh sẽ sử dụng loại phương pháp gì giúp Tôn Ngộ Không bỏ cánh màu xanh biếc đi, nghe vậy không nhịn được khẽ run lên một chút, gật đầu: "Không có vấn đề, tu la kim bảng là công lực tiền thế ta ngưng kết cùng tâm thần ta khế hợp thao diễn lên cũng cực kỳ dễ dàng. Thiên Minh, ngươi muốn ta làm cái gì đây?" "À, đem tu la kim bảng khởi động có thể bảo vệ nguyên thần của hầu tử. Ta sợ một khi tổn thất đến nhục thân của hắn sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần, dù sao trong cánh chim của tu la nhân chúng ta còn lưu lại một tia nguyên thần lạc ký." Trên mặt Huống Thiên Minh lộ ra một tia ngưng trọng, thần sắc của hắn chăm chú nhìn bản thể của Tôn Ngộ Không, trong mắt hiện lên một đạo kim quang, một đôi cánh chim màu vàng chậm rãi từ phía sau lưng mở rộng ra. Nói đến đây cũng thật kỳ quái, sau khi dung hợp thiên đạo chi nhận cũng bị kiếp lôi đoàn thể, Huống Thiên Minh hôm nay đã đạt tới ngoài 8 cánh, nhưng chẳng biết vì sao sau lưng hắn cũng chỉ có một đôi cánh chim màu vàng. Điều này sợ rằng chỉ có chính Huống Thiên Minh mới có thể giải thích rõ ràng. Chỉ thấy trong bàn tay của Huống Thiên Minh, một hình bán nguyệt giống với lãnh nhật Trạc Nghiên giao cho Hàn Sinh lặng yên hiện lên tại trong lòng bàn tay, tựa trăng lạnh lại tựa như sương hoa, hào quang trên lãnh nhật hiện lên thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. "Ta sử dụng thiên đạo chi nhận này đem kinh mạch trong ngươi, thân thể ngươi hoàn toàn cắt đứt. Tần Bá Phụ và Tiểu Quân sẽ hợp lực đưa kinh mạch trong cơ thể ngươi đả thông trọng tạo, khôi phục đến bộ dáng như tiền thế. Quá trình này rất nguy hiểm, dù sao chúng ta cũng không phải tại Tần Mông không gian. Nếu ở nơi đó chỉ cần nguyên thần và chân linh ngươi dung hợp, thì Khương Ba Mẫu chỉ cần chế tạo một bộ phận thân thể cho ngươi một lần nữa là xong rồi. Thế nhưng nơi này quả thật không phải. Chúng ta không cách nào chế tạo cho ngươi thân thể có tính mạng lạc ấn được." Thanh âm của Huống Thiên Minh truyền vào đến trong tai Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không ngớt gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong. Vừa nói, thiên đạo chi nhận trong tay Huống Thiên Minh trong nháy mắt biến mất, mà ở đối diện, thân thể Tôn Ngộ Không đột nhiên rung lên kịch liệt. Từng đạo quang mang từ giữa thân thể Tôn Ngộ Không phát ra, quang mang mãnh liệt đã đem toàn bộ thân thể hắn bao trùm. Trong mắt mọi người có thể thấy được, tại chỗ tiếp giáp của toàn thân, cốt cách cùng với đôi cánh chim màu xanh biếc kia phía sau lưng, từng đạo thiên địa nguyên khí quỷ dị cuồn cuộn không dứt đem vào trong đó, vừa lại làm cho hai người Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân tăng thêm nhiều kiến thức. Một cỗ huyết tương trong nháy mắt từ bả vai Tôn Ngộ Không phun ra, thiên đạo chi nhận giống như có người ở phía sau coi như đưa vai hắn mở ra hai cái lỗ nhỏ, huyết tương ào ạt thành vòi phun ra phẳng phất không muốn dừng lại. Huống Thiên Minh mạnh mẽ hét lớn một tiếng nói: "Tần Bá Phụ, Tiểu Quân, mau chuẩn bị bảo vệ nguyên thần hầu tử nhập thể." Quang hoa quanh thân đại thịnh, một cỗ lực lượng từ tay hắn trưởng trực tiếp đánh vào thân thể của Tôn Ngộ Không. Tần Vũ và Hồng Quân không do dự chút nào, nghe được Huống Thiên Minh nói, hai người đều đồng thời thôi động tu la kim bảng và Hồng Quân giới, trong nháy mắt liền đưa nguyên thần mặt hiện vẻ thống khổ như đưa đám của Tôn Ngộ Không bao phủ vào trong đó, mang theo một đạo quang mang lưu yên trực tiếp vào trong bản thể của Tôn Ngộ Không. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Tôn Ngộ Không phát ra, tiến vào bản thể hắn mới chính thức cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi thiên đạo chi nhận tại trong kinh mạch hắn ngang ngạnh đánh thẳng vào. Chỉ là kêu to được nửa tiếng vô cùng đau đớn, hắn liền lập tức câm mồm, khẩn trương nhẫn lại gắt gao khi trên phía sau lưng cùng với trong nguyên thần truyền đến cảm giác đau đớn xé gan. Huống Thiên Minh thả ra lực lượng duy trì suốt thời gian một nén hương mới ngừng lại được. Mà lúc này trên trán Tôn Ngộ Không
từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng cuồn cuộn chảy xuống. Quần áo quanh thân đều ướt đẫm mồ hôi, đến ngay cả mặt đất dưới chân cũng là một vũng nước nhàn nhạt lưu lại, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mặt hắn thì nhăn lại giống như bị táo bón lâu ngày vậy. Chỉ là lúc này cánh chim màu xanh biếc trên phía sau lưng hắn đã biến mất không còn tung tích. Không biết bị Huống Thiên Minh dùng phương pháp gì mạnh mẽ đem nó biến thành không có. Đánh giá bộ dáng chính mình, Tôn Ngộ Không phát ngốc một hồi lâu mới có chút giật mình đối với Tần Vũ, không người là một cái lễ nói: "Đa tạ Tần bá phụ cứu giúp, cảm ơn tiểu quân, cảm ơn Cương Thi, lão tôn ta cảm kích vô cùng." Vừa mới một hồi công phu, hắn đã đem trí nhớ tiền thế cùng với kiếp này hoàn toàn dung hợp cùng nhau, đồng thời ý thức vốn của Tôn Thiên đã bị hắn cắn nuốt. Những điểm không hiểu đối với kiếp trước kỳ diệu liền theo vô danh không gian hóa thành phi hôi. Giờ có chút hiểu biết rồi, cho nên hắn mới trịnh trọng nhăn mặt nhăn mày nói cảm ơn như thế này. Tần Vũ mỉm cười khẽ phất tay, một đạo kinh lực đem Tôn Ngộ Không ngăn trở. Vừa mới rồi đã hành qua một đại lễ, lúc này há có thể để hắn hành lễ tiếp đây, cười mắng: "Hầu tử ngươi, sao sau khi khôi phục trí nhớ lại thành ra như vậy?" Tôn Ngộ Không bẽn lẽn cười, nhưng lập tức tự hồ như lại nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, hung hăng nhìn Hồng Quân mắng: "Tiểu tử ngươi khá lắm, lão tôn ta tất cả các điều nhân bị ta đánh thành phi hôi, ngươi đều thu chân linh lại, vì thế mới tiến triển nhanh như vậy. Hôm nay cũng đã là cấp bậc trưởng công giả rồi, cũng không nên ăn quỵt ăn không của lão tôn ta đây. Mau mau hiến cho lão tôn ta cái gì đó tốt tốt đi." Nói rồi lần nhằm phía Hồng Quân một bộ dáng không lấy được chỗ tốt không bỏ qua. Hồng Quân hú lên quái dị, chật vật lui về phía sau, ngoác miệng mắng to: "Hầu tử ngươi, ta cho ngươi chỗ tốt còn ít sao? Nguyên thần của ngươi hôm nay có tính chất như hồng bông linh khí, sau này tu luyện sẽ nhanh gấp bội, cũng còn tìm ta đòi chỗ tốt nữa sao?" Hai đạo thân ảnh tại trong kiền khôn điên cuồng phi hành đuổi bắt nhau, mọi người một trận vui vẻ hẳn lên. Cũng trong lúc đó, oanh, trong thâm sơn truyền ra khắp nơi một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đạo thanh âm thô hào cứng rắn truyền ra ngay sau đó: "Hắc Thiên lão yêu quái, ngươi có đưa ra hay không?" Lại thêm một tiếng nổ nữa, âm thanh kia lại tiếp tục truyền ra: "Ông nội của ngươi đã đến, tát thải lão quỷ, thực sự truyền hết cấm thuật cho ngươi. Cuối cùng ngươi có đưa ra hay không? Nếu không đưa ra, gia gia của ngươi sẽ đem toàn bộ phong cảnh hủy diệt đi, để xem ngươi còn trốn được ở chỗ nào nữa đây." Thanh âm cứng rắn sau đó là một người bạch diện trung niên trong nháy mắt xuất hiện dưới chân núi. Trước mặt của hắn là một nam tử cao lớn, đang một bên nói không ngừng, một bên thì liên tục phát ra từng đạo kình khí hung hăng đánh vào cấm chế trên ngọn núi. "Hàn Xanh, ngươi muốn cái gì? Cảnh Thần Phong là chỗ của ngươi dương ngoài hay sao?" Trông thấy nam tử cao lớn đang tùy ý dùng lực lượng cực lớn oanh kích lên cấm chế, bạch diện nam tử không nhịn được tức giận nói. Nam tử cao lớn này không phải ai khác mà chính là Hàn Xanh. Sau khi hắn rời đi khỏi sân cốc nọ, hắn trực tiếp chạy đến đây. Theo cách nói của hắn là muốn cùng mấy người bức bách Đế Thích Thiên rời khỏi Tu La Giới. Trông thấy bạch diện nam tử lộ ra vẻ giận dữ, Hàn Xanh cười to hướng phía hắn đi tới, vừa đi vừa nói: "Ái chà chà, Hắc Thiên, cuối cùng ngươi cũng lộ diện rồi. Ra ra ta tới Cảnh Thần Phong, tốt xấu gì cũng là khách của ngươi, nhưng ngươi lại cứ nặng nặc trốn ở trong cấm chế không chút nào để ý tới. Chẳng lẽ ngươi không chào đón ra ra ngươi tới đây làm khách hay sao?" "Ta khinh." Hắc Thiên lạnh lùng cười, lùi về sau hai bước, từ trong miệng phun ra một bãi nước bọt, đoạn quay sang nhìn cấm chế của mình đang run rẩy. Hàn Xanh vừa mới tới được một khắc đã phá đến 7-8 phần cấm chế, khiến trên mặt hắn hiện lên sự căm phẫn. "Ngươi muốn làm khách sao? Mặt của ngươi chắc được mạ sắt sao? Những năm gần đây Tu La Thất Sát bọn ta đã bị ngươi đè đầu cưỡi cổ đủ rồi. Nói đi, ngươi đã cướp của ta bao nhiêu linh dược bảo bối rồi?" Nhớ tới Hàn Sinh những năm gần đây cướp đi của hắn vô số linh dược bảo bối, trên trán đã táp ra một tia hắc tuyến. Những bảo bối của hắn có được đều là sau ngàn năm ẩn cư tu luyện vất vả mà có, bây giờ còn đâu danh tiếng lẫy lừng lão đại của Tu La Thất Sát đây. Mà bây giờ Hàn Xanh đúng là một tên thổ phỉ, từng đấy linh dược nếu dựa theo Tát Hải chỉ dạy thì không biết tu vi của mình sẽ gia tăng bao nhiêu, nhưng lão gia hỏa này đã dùng biện pháp mạnh mẽ đem linh dược nuốt sạch. Trong lòng Hắc Thiên thống khổ, mặc dù tu vi của hắn đã tới bát dực thượng giai, có thể nói bình cảnh đã gần ngàn năm, nhưng hắn thân là Tu La cường giả, mục tiêu theo đuổi tiếp chính là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hắc Thiên, Hàn Xanh không nhịn được cười cười nói: "Ta nói Tam Đệ à,
Ngày đó hoạn nạn, huynh đệ chúng ta đối với nhau thật tốt. Tuy nói nhiều năm qua chúng ta tiềm tu không hay qua lại, nhưng trước khi tiềm tu chúng ta đã từng đại chiến với Thiên Mông, Đế Thích Thiên và mấy lão quỷ của thiên giới. Chỉ là ăn một chút linh dược của ngươi, cùng lắm lão ca sẽ bồi thường cho ngươi là được chứ gì. Thối lắm, lão tử đã mất bao nhiêu khí lực từ thiên giới, đoạt được bao nhiêu linh dược để ngươi đạp đổ ư? Ngươi không tới tìm ta, ta sẽ niệm bao nhiêu năm ân tình không tìm ngươi tính sổ, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm ta. Ngươi nói cuối cùng nên giải quyết như thế nào đây? Ồ, còn cấm chế này đã bị ngươi hủy diệt hết rồi, linh khí hoàn toàn biến mất, ngươi cũng phải cho ta cái công đạo đi chứ. Hắc Thiên trên mặt lộ ra sát khí, trừng mắt nhìn Hàn Xanh, hận không thể đem hắn nuốt sống. Trên mặt Hàn Xanh lộ ra vẻ oan uổng, cấm chế của Hắc Thiên chính là do Tất Hải bày lên, nhưng tình huống trước mắt xem ra cấm chế đã bị Hắc Thiên cải biến đi rất nhiều, uy lực cũng mạnh lên rất nhiều. Dùng cấm chế để kiềm chế Đế Thích Thiên là một lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng hôm nay Hắc Thiên đã nổ lên hận ý, chính mình làm khó hắn thì hắn làm sao chịu phối hợp với mình đây? Hàn Xanh lúc này hận không được tự vả vào mặt mình một cái. Ai bảo lúc trước mình đã quá đáng, ăn của hắn bao nhiêu linh đan rượu dược đây. Hôm nay Trạch Nghiên cấp cho mình thiên đạo chi nhận và được săn sóc cẩn thận trong đan điền, mà nha đầu này lại còn đang chờ mình hồi âm ở Tu La Thành. Hắn đã hứa hẹn với hậu bối của chính mình phải làm, hiện giờ thì đã quá nhiều khó khăn. Thoáng suy tư, Hàm Xanh nở ra nụ cười, đối với Hắc Thiên thái độ vô cùng hòa giải. Đừng nhìn Hắc Thiên đùng đùng lửa giận, nhưng khi gặp chuyện đại sự, hắn cũng không phải là người hàm hồ. Tam đệ, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện muốn đàm phán, quan hệ đến chúng ta có thể đặt phá đến cảnh giới. Đụng đến chuyện, động tới cánh cửa thiên đạo, nếu ngươi muốn cùng ra ra ta tính sổ, thì ta đành phải đi tìm bọn lão ngũ. Ta nghĩ bọn họ nhất định đối với việc tiến tới chí cao cảnh giới cảm thấy rất là hứng thú. Nói xong, Hàn Xanh cố tình lướt mắt nhìn đỉnh núi cảnh thần. Hắn có thể cảm nhận được trên đỉnh núi có một người mạnh không thua kém hắn đang tồn tại. Xem ra lão Tam cũng quyết tâm không muốn cùng với mình bàn chuyện này. Cảnh giới cao nhất ư? Cánh cửa thiên đạo? Hắc Thiên nghe thấy Hàn Xanh nói vậy không khỏi ngẩn ra. Chính mình tiềm tu ở đây đã bao nhiêu năm, bồi dưỡng bao nhiêu bảo bối linh dược như vậy, không phải để đạt tới chí cao cảnh giới đó sao? Tư chất của hắn còn kém hơn Hàn Xanh rất nhiều. Trong Tu La Thất Sát, lão đại Hàn Xanh, lão nhị Trần Viễn cùng lão thất Lưu Đông đều đã đột phá cửu dực siêu cấp cao thủ. Chỉ có chính mình đang còn gian khổ tu luyện, vô luận là cố gắng như thế nào đều không thể đột phá cửu dực cảnh giới. Thế nhưng không biết có phải Hàn Xanh đang lừa gạt mình hay không, trong đầu Hắc Thiên đột nhiên mơ hồ nghi hoặc. Ngước đầu lên đánh giá thái độ của Hàn Xanh thì thấy thái độ của hắn rất chân thành, hiển nhiên là không phải đang hao phí thời gian. Trầm mặc một chút, Hắc Thiên lãnh thanh cười nói: "Ngươi dựa vào cái gì có thể làm cho ta đột phá cửu dực đấy? Ta cũng không dám mộng tưởng đạt tới chế cao cảnh giới, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi tác chiến vậy." Hắc Thiên tâm đã động rồi, trong lòng Hàn Xanh đã hiện lên ý cười, nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự vô cùng nghiêm túc trịnh trọng nói: "Thiên đạo chi nhận, một bộ phận rất nhỏ của thiên đạo chi nhận." "Cái gì?" Hắc Thiên trở nên động dung, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, thanh âm cũng đột nhiên cao lên vài phần, quay đầu lại ngước nhìn Cảnh Thần Phong khiếp sợ nói: "Ngươi nói là ngươi có được thiên đạo chi nhận sao?" Nói xong, hắn kéo tay Hàn Xanh nhập vào trong cấm chế, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi Cảnh Thần. Một người đang đứng quay lưng chắp tay mà đứng, Hàn Xanh đi theo sau Hắc Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười: "Tát Thải tiền bối, lâu rồi không gặp, những năm qua tiền bối vẫn khỏe đấy chứ?" Bị Hắc Thiên kéo vào trong Cảnh Thần Phong, trong lòng Hàn Xanh sớm đã có chuẩn bị, mà khi vừa tới hắn đã thấy trong Cảnh Thần Phong đã có khí tức của cường giả. Nghĩ đến quan hệ của lão Tam với Tát Hải rất sâu đậm, dĩ nhiên là có thể đoán ra Tát Hải cố ý phóng tích khí tức ra áp chế chính mình, cho nên vừa mới thấy thân ảnh chí cực, Hàn Xanh không có chút do dự vội vàng cung kính tiến lên nói: "Người nọ chính là Tát Hải." Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, tóc dài theo gió tung bay, con ngươi thâm thúy liếc nhìn Hàn Xanh ôn nhu nói: "Ta rất khỏe, phi thường khỏe." Trên mặt hắn đột nhiên hiện ra sự vui mừng cười lớn: "Tên tiểu tử ngươi hôm nay cũng đã tiến vào cửu dực cảnh giới, thật là không đơn giản, chẳng trách tiểu Hắc cả ngày bị ngươi khi dễ như vậy." Trên mặt Hàn Xanh lộ ra nụ cười xấu hổ, chỉ biết cười mà không nói gì thêm. "Tát Hải sư phụ đã đánh trọng thương tổ địa, trăm năm sau mới có thể xuất sinh chí bảo thiên địa chi nhận, cũng vô pháp phát huy tất cả lực lượng."
Hắc Thiên không có thần sắc phẫn nộ mà lại cười cười nhìn thần sắc khiếp sợ cùng cực của Hàn Xanh, nhẹ giọng nói: cho nên tính ra cả tu la giới chỉ có thiên đạo chi nhận trong tay đại ca là đầy đủ nhất. Hàn Xanh cũng cực kỳ kinh hãi, có thể đánh trọng thương thiên đạo chi nhận, mặc dù đang trong thời kỳ phát triển nhưng không phải ai cũng có thể làm được, không hổ danh là chí tôn cấp bậc, kẻ đã hoành hành tại tu la giới và thiên giới ước năm trước. Sắc mặt Tất Hải bình tĩnh quay về phía Hắc Thiên lắc đầu nói: tiểu Hắc nói không đúng, ta ở tổ địa cùng với thiên đạo chi nhận giao thủ cũng đã biết bản lĩnh của nhau, chính là ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Ta cảm giác được trong tu la giới đã có người dung nhập hai mảnh thiên đạo chi nhận. Trước kia Thiên Mông dùng thần lực mạnh mẽ phân liệt và thiên đạo chi nhận của hắn giấu trong nguyên thần. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm sắc mặt Hàn Xanh đang dần dần thay đổi, nói từng chữ một: mà thiên đạo chi nhận trong đan điền của ngươi là giả. Giả sao? Thanh âm đánh sâu vào trong óc của Hàn Xanh, trong não của hắn hoàn toàn không hiểu, trên mặt ngốc trệ thì thào nói: không có khả năng, cái này do chính Trạch Nghiên tự tay giao cho ta, ta thấy nó rõ ràng bức từ trong nguyên thần ra, như thế nào có thể là giả được? Quang mang chợt lóe lên, trong lòng bàn tay của Hàn Xanh, thiên đạo chi nhận hình trăng lưỡi liềm xuất hiện, một cỗ hào quang màu bạc từ hình trăng lưỡi liềm phóng thích ra, thần thức có thể cảm nhận được trong mảnh thiên đạo chi nhận ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Tát Hải nhìn lướt qua, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói: trong vật này mặc dù ẩn chứa một lực lượng cường đại, nhưng so với thiên đạo chi nhận còn thua xa, cho dù là chúng ta cũng vô pháp tạo ra cho nó một tia thương tổn. Hàn Xanh ngơ ngác nhìn lãnh nhận trên tay của mình, miệng vẫn mở ra thật lâu không có nói gì. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh mắng to: Trạch Nghiên, xú nha đầu, dám lừa ông nội ngươi, giúp tu vi của ngươi tăng lên, dám cầm đồ giả ra gạt ta, xem ta hủy diệt nó rồi sẽ giết ngươi thế nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.